Từ khi bùng phát trở lại vào ngày 10 tháng 7, đến nay thì quận Liên Chiểu đã ghi nhận hơn 100 trường hợp mắc COVID-19. Đặc biệt, chuỗi lây nhiễm liên quan đến công ty điện tử Việt Hoa vẫn đang ở mức nguy cơ cao. Trong khi đó, địa phương có hàng ngàn công nhân cư trú. Vì vậy, các biện pháp khoanh vùng, truy vết để ngăn chặn dịch lây lan đang được quận triển khai quyết liệt trong thời gian đang thực hiện giãn cách cùng toàn thành phố. Đây là khu chung cư nhà ở xã hội, khu công nghiệp Hòa Khánh, có hơn 1.000 căn hộ. Liên quan đến chuỗi lây nhiễm xuất phát từ công ty Việt Hoa, hiện tại đây đã có 15 trường hợp công nhân mắc COVID-19. Sau khi chung cư được phong tỏa và tiến hành phun khử khuẩn, ban quản lý đã phối hợp với địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, ngăn chặn lây nhiễm chéo cũng như ngăn chặn sự lây lan ra cộng đồng. Hiện nay cái công tác tuyên truyền thì ban quản lý vận hành cũng như là quận cũng như là bên phường người ta cũng đang thường xuyên là phối hợp để mình triển khai. Bởi vì cũng có bên y tế nữa, bởi vì đấy là cái cơ quan chuyên môn người ta nắm rất là rõ và người ta có những cái hướng dẫn để mà người dân thực hiện cho đúng. Tính đến nay, quận Liên Chiểu đã có 102 ca mắc COVID-19, trong đó có 33 công nhân công ty Việt Hoa và 51 ca bệnh có liên quan. Ngay sau khi xác định các ca bệnh, thì quận đã thiết lập 12 vùng cách ly y tế và phong tỏa tạm thời 24 điểm để ngăn dịch lây lan. Việc truy vết F1, F2 và F nguy cơ cũng được tăng tốc để hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Hiện nay thì các cái chốt này đang hoạt động kiểm soát chặt chẽ, không để các cái người trong khu vực cách ly này đi ra đi vào và tiến hành đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe hàng ngày theo quy định. Và cái công tác mà phòng chống dịch, tuyên truyền phòng chống dịch tại khu vực này thì thực hiện nghiêm túc. Do đặc thù trên địa bàn có khu công nghiệp, lượng công nhân cư trú đông, nên quận cũng đã tập trung rà soát công nhân làm việc tại công ty điện tử Việt Hoa cũng như các doanh nghiệp khác đang cư trú trên địa bàn. Qua thống kê, hiện có khoảng 5.500 công nhân đang cư trú tại quận Liên Chiểu. Tiến hành lập danh sách, thứ nhất là nhà trọ, thứ hai là công nhân tạm trú trên địa bàn và cái thứ ba là nhân dân, tức là ở tại chỗ, và chúng tôi là báo cáo về trên phường. Tổ COVID cộng đồng cũng là thường xuyên đến, tức là tận nhà và trao đổi, và nếu có vấn đề gì tức là khả nghi thì chúng tôi báo cáo thường xuyên, báo cáo trạm y tế phường để các đồng chí tức là can thiệp sớm. Nghĩa về công ty nhưng được sự hỗ trợ của cộng đồng chống dịch COVID, tôi cũng nhu phẩm bọn tôi cũng tương đối đảm bảo cho cuộc sống. Cùng với toàn thành phố, những ngày này quận Liên Chiểu cũng đang thực hiện các biện pháp giãn cách để sớm ngăn chặn đà lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Ở các khu dân cư hay những khu nhà trọ công nhân, các trường hợp khó khăn đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời. Qua đó, tiếp tục chung tay để sớm đẩy lùi dịch bệnh.